Anh nghe Thuận nói rõ thì bình luận số 1 vào trong phần đối chat cho Thuận ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị, cảm ơn anh Lưu Hà, cảm ơn anh Khoát. Hôm nay là một chúng ta sẽ thực hành phương pháp là công việc nhiệm màu. Phương pháp ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta biến một cái công việc nhàm chán mà chúng ta đang thì thực hành, đang thì làm việc mỗi ngày trở thành một cái công việc mà có ý nghĩa. Giúp cho chúng ta thu hút được những cái công việc, thu hút được cái công việc hay là những điều mà chúng ta mong muốn trong công việc của mình. Cảm ơn chị Hương Phan, cảm ơn chị Hương Huyền. Và như thường lệ thì đầu giờ buổi thực hành ấy thì chúng ta cũng cũng muốn nhờ các anh chị là hãy quay trở lại để đánh thức những người bạn của mình, để mọi người sẽ cùng vào Zoom mà thực hành. Có những người cần sự hỗ trợ của ta, có những người thì rất là kỷ luật nhưng mà có những người thì cần sự hỗ trợ. Chúng ta hãy đánh thức họ, giúp cho họ giữ được cái sự liên tục, có được cái cơ hội để mà thay đổi cuộc sống. Khi mà trong cái Thuận là một cái người mà hay đi học và tham gia các chương trình đào tạo thì có một cái game mà Thuận được tham gia 2 lần, một cái game ở trong một chương trình đào tạo mà Thuận được tham gia 2 lần, và cái lần đầu tiên được tham gia vào năm 2015 và lần thứ hai được tham gia vào năm 2022 hoặc là cuối năm 21 rồi đó. Thì hai cái lần này có hai cái trải nghiệm khác nhau hoàn toàn. Vào năm 2015 thì cái game này có cái tên là bịt mắt đi tìm mục tiêu. Bịt mắt đi tìm mục tiêu thì cái năm 2015 á, thì khi mà cũng được bịt mắt bằng một cái tấm, một cái khăn màu 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 đen, bịt mắt bằng một cái khăn màu đen. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình đi ấy thì mình không nhắm mắt 100%, tức là bịt mắt bằng khăn rồi nhưng mà lại cái yêu cầu mình phải nhắm mắt nữa cơ. Nhắm mắt lại để cho người ta bịt mắt thì mình lại chỉ mình lúc đầu thì mình có nhắm mắt nhưng về sau thì mình lại mở mắt. Mở mắt thì mặc dù là có bịt bên ngoài bằng một tấm vải nhưng vì mình vẫn mở mắt cho nên vậy thỉnh thoảng mình vẫn hơi lờ mờ nhìn được cái gì đó ở phía trước mặt thông qua cái khăn đó. Và cái lần tham gia thực hành, tham gia chơi cái game nó ở trên cái trại huấn luyện đó ở trên cũng ở trên Đồng Nai, thì không phải Đồng Nai, ở trên gì Cao Minh ấy, trên vùng Cao Minh cũng ở Đồng Nai, thì không không cảm nhận được nhiều cái bài học. Và cuối cái kem đó thì Thuận có cái cảm giác là mình hơi hơi cảm thấy hơi hơi tiếc bởi vì những người khác họ nhận được rất là nhiều những bài học nhưng bản thân cá nhân mình thì không nhận được nhiều lắm. Và cho đến cái lần mà vừa rồi khoảng năm 20 cuối năm 21 đầu năm 22 đó là đi đi lại ở bên công ty thì mình tuân thủ, mình rút ra được cái kinh nghiệm là khi mà tham gia các cái kem ấy thì mình sẽ tuân thủ cái hướng dẫn 100% và mình kỷ luật bản thân mình để mà mình không không vi phạm vào những cái điều mà điều cấm đấy. Thì trong cái việc mà thực chơi cái kem đó là bịt mắt đi tìm mục tiêu ấy thì ban huấn luyện yêu cầu là phải nhắm mắt trong cả quá trình đó. Thì cái lần này Thuận đã nhắm mắt trong cả quá trình đó, dù bên ngoài nó có xáo động như thế nào chăng nữa thì mình vẫn cứ nhắm mắt, mình không có lo lắng nữa và cứ nhắm mắt để mà mình đi đúng theo cái game đó. Thì phải nói là những cái điều mà mình nhận được, những cái bài học mình nhận được ấy thì nó nhiều hơn rất là nhiều và nó vô cùng ý nghĩa. Cho nên ấy là Thuận hiểu rằng trong cuộc sống thì khi mà những cái người mà họ đang thì tổ chức các cái chương trình, khi mà chúng ta tham gia ấy thì chúng ta nếu mà chúng ta có cái tính kỷ luật để chúng ta tham gia một cách trọn vẹn và làm đúng theo những gì mà ban tổ chức hướng dẫn thì thường chúng ta sẽ nhận được nhiều cái bài học hơn. Bởi vì những cái game ở trong các chương trình ấy hay là những cái chương trình huấn luyện ấy thì thường là cái người thiết kế ra họ đã có cái gọi là cái dụng ý, cái ý nghĩa cho cái hoạt động đào tạo đó hay là những cái hướng dẫn đó, nó đều có mang lại cái ý nghĩa nào đó. Đấy. Cho nên ấy là khi mà chúng ta tham gia vào một cái hành trình nào đó về phát triển bản thân hay là về công việc thì chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta tham gia với một cái cách gọi là trọn vẹn nhất, tham gia với 100% cái năng lượng của mình.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cho Thuận hỏi là ngày hôm qua khi mà chúng ta học về cái phương pháp của ngày hôm qua là phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Thì đúng rồi, ngày hôm qua là tiền bạc nhiệm màu. Và bao nhiêu trong số các anh chị đã hoàn thành được bài tập của ngày hôm qua rồi thì gõ vào chữ tôi được không ạ? Ai đã hoàn thành được bài tập của ngày hôm qua rồi thì gõ chữ tôi giúp Thuận ạ. Cảm ơn chị Thùy Trang rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Hiếu, cảm ơn bạn Tình, cảm ơn chị Huyền, cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn chị Thu Hà rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn chị Hương Phan, cảm ơn chị Hiên, cảm ơn anh Tâm, tuyệt vời quá ha. Khi mà chúng ta hoàn thành được bài tập thì chúng ta có thêm sự tự tin với chính mình, có phải không ạ? Những ai mà đã hoàn thành rồi thì có phải là mình có thêm được sự tự tin vào chính mình không ạ? Tức là nó không phải là ai đó kiểm tra đâu, bởi vì đâu có ai kiểm tra đâu. Nhưng mà khi mà mình hoàn thành bài tập thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình yêu mình hơn, mình cảm thấy mình tự tin hơn. Đấy. Và mình cảm thấy được cái có một cái niềm vui gì đó nó đến với cái cuộc sống của mình ở trong cái thời điểm mà mình hoàn thành cái bài tập đó. Đấy. Thì Thuận cũng y chang như vậy. Và khi mà trong cái quá trình mà Thuận thực hành cái chuỗi mà lần đầu tiên Thuận tham gia thực hành lòng biết ơn ấy, thì Thuận cũng cam kết và ngày nào Thuận cũng hoàn thành bài tập. Cái thời điểm đó ấy là Thuận đưa ra một giống như kiểu một cái xác quyết như này là tôi sẽ ưu tiên cho cái việc thực hành lòng biết ơn của theo hướng dẫn là đầu tiên sau cái ngồi thiền ấy, là tôi sẽ ưu tiên cho cái thực hành lòng biết ơn này, là tức là nó là cái ưu tiên số 2 của trong ngày. Tức là nếu như mà ngày hôm đó mà thực hành lòng biết ơn chưa xong là không có làm gì khác. Mà đúng là Thuận đã thực hiện như vậy. Thì cứ ngồi nghe thầy hướng dẫn xong thì là bước tiếp theo là ngồi viết hướng dẫn để gửi lại cho mọi người. Tại vì ngay cái lúc mà Thuận đang thì ngồi nghe thầy hướng dẫn thì Thuận xong cái thầy mà thầy hướng dẫn xong ấy thì Thuận sẽ soạn lại cái hướng dẫn để Thuận gửi email cho mọi người, mà tại lúc đó là cũng có một vài chục người họ nhận cái email hướng dẫn của Thuận. Rồi sau đó thì Thuận ngồi Thuận mới ghi ra là 10 điều. Thường có ngày thì Thuận ghi ra 10 điều mà cảm thấy vui vẻ trước, sau đó thì Thuận viết hướng dẫn sau. Đấy. Thì thông thường ấy là cái việc mà thực hành lòng biết ơn ấy là Thuận đưa nó thành cái ưu tiên số 2. Và trong ngày hôm đó thì ngồi nghe thầy hướng dẫn xong, đâu đó thì làm một số việc cho đến khoảng là 7 giờ. Cho đến khoảng 7 giờ thì sẽ đi ngồi thiền. Rồi sau đó vòng trở lại. Nếu mà thực hành lòng biết ơn chưa xong thì lại tiếp tục quay trở lại để ghi tiếp và làm tiếp các bài tập của thực hành lòng biết ơn. Và ngày nào cũng vậy trong suốt 29 ngày đó, là ưu tiên số 2 trong ngày đó là thực hành lòng biết ơn. Và khi mà mình hoàn thành được bài tập ấy thì mình cảm thấy mình vui. Thực ra thầy có kiểm tra đâu, mà Thuận thực tế là cái lúc mà Thuận thực hành lòng biết ơn ấy là Thuận không có chụp bài để Thuận đăng lên cái group của thầy luôn, mà Thuận vẫn viết đầy đủ trong sổ nhưng Thuận không chụp bài đăng lên. Thì cho nên ý là mình không có ý là mình để viết hoàn thành để đăng bài, nhưng mình vẫn cứ thực hành, vẫn cứ làm bài, và sau đó thì mình vẫn cảm nhận được niềm vui. Và Thuận tin rằng ấy là khi mà mọi người làm đi, hôm nay nếu những ai mà mấy ngày hôm nay mình chưa có thực hành ấy, chưa có làm bài ấy, thì hôm nay mình thử làm bài đi, mình sẽ cảm nhận được cái cuộc sống của mình nó khác hoàn toàn nha. Tại vì sao ạ? Tại vì cái tâm trí của mình vốn dĩ là nó hay đi lang thang lắm. Cái tâm trí nó hay đi lang thang lắm. Và khi mà tâm trí nó đi lang thang như vậy thì mình ngồi mình nghĩ thôi ấy, tức là mình vẫn làm bài tập nhưng mà mình không làm ở cái cấp độ cao, đó là phải ngồi ghi ra. Thì nguyên tắc là khi chúng ta ngồi chúng ta ghi vào trong sổ, chúng ta ngồi chúng ta ghi từng từ không phải này, thì có một cái câu nói là chữ đi đến đâu thì tâm chạy theo đó. Tức là chính cái ngòi viết này, chính cái chữ mà chúng ta viết ra là nó dẫn cho tâm của mình đi theo. Và lúc này chúng ta đã đưa cái lòng biết ơn đó, đưa cái thông điệp đó vào trong tâm trí của mình. Và từ đó chúng ta lại trao cho, chúng ta lại phát ra ngoài vũ trụ một cái rung động về sự biết ơn. Và chúng ta sẽ, từ đó thì chúng ta mới nhận lại được nhiều hơn những cái điều tốt đẹp. Cho nên phải ngồi ghi ra đến đâu thì chữ đi đến đâu thì tâm đi theo đó. Này, chữ đi đến đâu tâm đi theo đó. Thì vậy thì là nếu mà chỉ ngồi nghĩ thôi được không, ngồi tưởng tượng thôi được không, thì Thuận nghĩ là được, tại vì chả ai cấm cả, đúng không ạ? Cứ ngồi nhắm mắt lại tưởng tượng cũng được,
Nhưng mà để đạt được cái sự tối ưu và giúp cho tâm của mình nó định tâm ấy, thì theo cái trải nghiệm của Thuận cũng như là theo yêu cầu của khán giả, của xin lỗi của tác giả này, là mình nên ghi nó ra tối thiểu là mình đánh máy tính. Nhưng mà thực tế là đánh máy tính là nó không gọi là theo Thuận nghĩ đánh máy tính nó không hiệu quả bằng việc ghi bằng tay đâu. Tại ghi bằng tay này kia nó chậm, nó từng từ, sau đó thì mình cảm nhận được nó hay lắm, nó màu nhiệm đấy. Cho nên mọi người hãy nỗ lực để chúng ta thực hành nó. Và ngay cả trong trường hợp mà hôm nay mới là ngày đầu tiên ai đó vào trong cái buổi Zoom này thì đừng có băn khoăn gì cả, hãy cứ thực hành theo hướng dẫn rồi sau đó thì tiếp tục đi hết cái hành trình 28 ngày này, cái phần còn lại, và phép màu nó cũng sẽ vẫn cứ đến với cuộc sống. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục, chúng ta hãy kiên trì để chúng ta làm đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau buổi sáng ngày hôm nay thì ai trong số các anh chị sẽ cam kết là mình sẽ thực hành thì bình luận vào trong cái phần bình luận là CK Đức Thuận ạ. Nếu ai cam kết thì bình luận vào CK Đức Thuận ạ. Rồi, cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn chị Trang, cảm ơn anh Ngữ, cảm ơn chị Chiên, cảm ơn chị Hiên, cảm ơn anh Việt, cảm ơn chị Hằng, rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn chị Thèm, cảm ơn chị Diễm My, rất là tuyệt vời. Và cái việc mà chúng ta thực hành sau đó chúng ta đăng cái bài ở trên cái group Facebook ấy, là chúng ta đang cho đi. Chúng ta đang cho đi bởi vì không có nhiều người tự tin đến mức mà viết ra rồi sau đó chụp hình để đăng lên đâu. Bởi người ta có những cái mắc cỡ, ví dụ như là mắc cỡ xấu hổ về gọi là có thể có những người sống không muốn đăng lên thì không sao cả, nhưng mà có một số thì họ viết hoàn thành rồi nhưng họ không muốn đăng bởi vì họ còn sợ cái sự phán xét của người khác. Nhưng mà không, ở đây chả có gì cả, không có ai có quyền phán xét mình cả, chỉ có mình mới có quyền phán xét mình thôi. Cho nên là khi mà mình viết và mình đăng bài, mình chụp hình, mình up lên trên group Facebook ấy, chung của chúng ta ấy, thì chúng ta vừa là để cho chúng truyền ra ngoài năng lượng, để cho vũ trụ biết là chúng ta đang thì có cái sự quyết tâm trong việc gọi là thực hành, và cũng là để chúng ta truyền cảm hứng cho người khác, để cho có nhiều người cũng đang còn băn khoăn chưa biết nên viết như thế nào, thì họ sẽ đọc theo và họ viết theo đấy. Thì từ đó tức là chúng ta đang cho đi và chúng ta đang để tạo điều kiện để cho nhiều người hơn biết cách thực hành lòng biết ơn. Và khi chúng ta giúp cho người khác thực hành lòng biết ơn thì chính cái hành trình thực hành của mình nó cũng sẽ tốt lên. Cho nên những ai mà đang còn, những ai mà có biết được rồi ấy, thì hãy làm thêm một bước nữa là chụp cái hình đăng lên trên cái group để cho truyền cảm hứng cho mọi người. Và Thuận cũng sẽ vô cùng biết ơn những anh chị khi anh chị làm cái hành động đó, để giúp cho nhiều người thấy rằng chúng ta đang thực hành mỗi ngày và chúng ta có được những cái gọi là cái sự quyết tâm cũng như là có được cái niềm tin, và để từ đó giúp cho họ sẽ thực hành và giúp cho cuộc sống của họ thay đổi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì với cái hành trình gọi là đến ngày thứ 6 về hướng dẫn thực hành lòng biết ơn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang cái ngày thứ 6, đó là công việc, nhiệm màu trong công việc. Và nhiệm màu trong công việc thì thì theo thường lệ thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ ôn lại về công thức nhiệm màu. Chúng ta sẽ ôn lại về công thức nhiệm màu. Thì công thức nhiệm màu là khi mà chúng ta suy nghĩ và nói ra tự nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trong cuộc sống thì chúng ta hãy làm thế nào đó để chúng ta biến cái việc cảm ơn trở thành cái phong cách sống, và chúng ta hãy luôn luôn suy nghĩ và nói ra cái từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và dù nó là những cái điều mà nhỏ nhất, những cái điều vô cùng nhỏ trong cuộc sống của mình, và hay là những cái điều đôi khi nó chả liên quan đến mình, chỉ cần là nhìn thấy ở một người nào đó có một cái nét đẹp gì đó thì chúng ta cũng có thể là cảm ơn họ vì cái giá trị của họ chứ không phải vì họ làm cho mình nha. Đấy, thì chúng ta hãy rèn luyện để chúng ta biến cái cuộc sống của mình nó tràn ngập cái lòng biết ơn. Và khi mà chúng ta biến được cái cuộc sống của mình tràn ngập cái lòng biết ơn rồi thì vũ trụ sẽ ban tặng thêm cho chúng ta và chúng ta sẽ có được cái cuộc sống dư giả đủ đầy. Bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Một lần nữa Thuận muốn nhắc với mọi người lại cái từ ý thức. Nói và nói, nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức. Tức là gì ạ? Tức là chúng ta nói mà chúng ta cảm nhận được chúng ta đang nói cái từ đó. Chúng ta đọc được cái từ đó ở trong mắt của mình. Chúng ta nghe được cái âm thanh của cái từ đó ở trong tai của mình. Chúng ta cảm nhận được cái rung động của cái hơi thở của chúng ta khi chúng ta nói ra cái từ cảm ơn đó.
và chúng ta cảm nhận được cái sự rung động của cổ họng chúng ta khi chúng ta nói ra cái từ cảm ơn nó, thì được gọi là nói, nghĩ và nói một cách có ý thức. Tức là chúng ta sẽ dùng toàn bộ các giác quan trên cơ thể của chúng ta và cả cái sự trực giác của chúng ta để chúng ta nói, nghĩ và chúng ta nói về cái sự cảm ơn đó, về cái từ nhiệm màu cảm ơn đó. Đấy. Rồi bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy hơn. Đây là công thức nhiệm màu, và hãy biến công thức nhiệm màu này trở thành phong cách sống, trở thành văn hóa gia đình, trở thành văn hóa doanh nghiệp, trở thành gọi là văn hóa của cái cộng đồng mà chúng ta đang tham gia. Và Thuật tin tưởng rằng nếu mà chúng ta biến cái công thức nhiệm màu này, biến cái việc mà nói ra lời cảm ơn trở thành phong cách và trở thành văn hóa ở trong những cái tổ chức mà chúng ta tham gia, thì phép màu nó sẽ đến với tất cả. Đấy, phép màu sẽ đến với tất cả, và nó làm cho chúng ta biến cái cộng đồng mà chúng ta đang sinh hoạt đấy, biến cái nơi chúng ta xuất hiện đấy trở thành những cái nơi mà gọi là tuyệt vời, là những cái cộng đồng, những cái nơi gọi là công ty, là doanh nghiệp là đáng để đến làm việc, và cộng đồng thì đáng để sinh hoạt, và môi trường đó là môi trường đáng để sống đấy, rất là tuyệt vời ha. Và bí mật để thành công thì khi thực hiện bất kỳ hoạt động, bộ môn nghệ thuật, môn học hoặc bất cứ kỹ năng nào, hãy thực hành và làm nó tốt nhất có thể, tốt hơn mọi chuẩn mực trước đây, tốt đến mức không thể tin nổi, và khi ấy bạn sẽ đưa nó đến vùng đất của phép màu. Đây là một cái khẳng định của anh Tom Robbins. Thì Thuận có may mắn là vào năm 2011 thì Thuận có đọc được cái cuốn sách là Tôi Tài Giỏi Mày Cũng Thế, và từ đó thì dẫn Thuận đọc thêm cái cuốn sách nữa gọi là cuốn sách Bí Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú. Cái cuốn sách là Bí Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú ấy, của Adam Khu. Thì khi mà Thuận đọc cái cuốn sách Bí Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú của Adam Khu ấy, thì trong đó anh ấy viết ra là 9 thói quen của người thành công. Và trong cái 9 thói quen của người thành công này thì nó có một cái thói quen, đó là gì ạ? Là luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi. Adam Khu anh ấy nói rằng người thành công là người luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi của mình và của người khác. Luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi. Và kể từ giờ phút đó thì Thuận đã gọi là đưa cái thói quen này, rèn luyện thói quen này, và trong bất cứ khi nào mà Thuận làm một cái điều gì đó thì Thuận thường quyết tâm để làm vượt trên sự mong đợi. Thì ở đây là trong ngày hôm nay, bí mật để thành công ở đây thì tác giả cũng đã nhắc lại, đó là gì ạ? Hãy thực hiện và làm nó tốt nhất có thể này, tốt nhất có thể này, tốt hơn mọi chuẩn mực trước đây này, và tốt đến mức không thể tin nổi này, và khi ấy bạn sẽ đưa nó đến vùng đất của phép màu. Và sự thật là khi mà Thuận có cái thói quen là luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi thì Thuận thường hay trải nghiệm được những điều mà người khác không trải nghiệm được. Thuận thường hay nhận được những kết quả mà người khác chưa nhận được, mặc dù có thể họ tham gia vào cái công việc đó trước Thuận, có thể họ có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn Thuận, nhưng họ vẫn không đạt được như những gì mà Thuận đạt được. Cho nên ngày hôm nay một lần nữa, khi chúng ta thực hành phép màu đối với lại công việc này, thì Thuận cũng xin được nhắc lại cái thói quen, cũng như là nhắc lại để cho mọi người tham khảo, và đây có thể là để mọi người gọi là ghi nó lại, và từ đó mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Ta sẽ luôn luôn làm vượt trên sự mong đợi của người khác, ta sẽ làm để cho nó trở nên thành tốt nhất có thể, mà ta sẽ làm cho nó tốt hơn mọi chuẩn mực trước đây. Đừng có căn cứ chỉ dựa vào ai đó họ làm đến đâu và chúng ta làm đến đó. Không, ta không làm đến đó mà ta còn làm hơn đến đó nữa, thì như vậy chúng ta sẽ nhận được những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Tại sao có người từ bần hàn khó khăn nhưng lại trở thành tổng thống hay là người giàu nhất thế giới? Đây là một cái câu hỏi ở trong tác giả đã ghi ra để cho chúng ta hồi tưởng lại trong thực tế. Thì trong thực tế vào năm 2000, khoảng năm 2008, thì lúc đó Thuận đang còn đi dạy học và Thuận cảm thấy rất là yêu quý Tổng thống Obama, Barack Obama của Mỹ. Ông là một người da đen mà gốc Phi nhưng lại trở thành Tổng thống của một đất nước là được đại diện bởi người da trắng là của Mỹ. Và
Từ đó thì Thuận thấy rằng ấy là gì ạ? Thuận cũng đặt ra nhiều cái câu hỏi, và sao một cái người da đen gốc phi như vậy mà họ lại trở thành tổng thống như thế? Thì từ đó Thuận bắt đầu tin tưởng hơn nhiều về cái giấc mơ mà mình đang mơ ước. Đấy. Tại vì là vào năm 2005 thì Thuận bắt đầu có một cái ước mơ ở cái tầm gọi là tầm mọi người chứ không phải là tầm riêng mình. Lúc đó Thuận có cái ước mơ là tôi sẽ đọc những cái sách hướng dẫn và tham gia các cái chương trình huấn luyện phát triển bản thân và huấn luyện kinh doanh, và sau đó thì thực hành những gì học được vào trong cuộc sống của mình để phát triển một cái công việc kinh doanh thành công và để cho gia đình của mình là trở nên thành công, giàu có và hạnh phúc. Lúc đó Thuận chưa biết giàu có là gì, chưa biết hạnh phúc là gì, cho nên Thuận chỉ biết là đọc và đi theo thôi. Thì mục tiêu cuối cùng không phải để cho cá nhân mình, mà mục tiêu cuối cùng đó chính là gì ạ? Là để mình trải nghiệm được những cái công thức thành công và để mà mình truyền cảm hứng cho những người dân Việt Nam khác. Bởi vì Thuận quan sát ở xung quanh mình, gia đình của mình, xung quanh mình, những người bạn của mình, những người hàng xóm của mình, Thuận thấy ai ở xung quanh mình họ cũng nghèo hết trơn ấy. Cái thời điểm đó là những năm 2003 đang còn nghèo lắm. Đấy. Thì chỉ có vào thành phố thì mình mới thấy cái sự khác biệt thôi, chứ còn ở ngoài quê cái thứ là nghèo lắm. Thì lúc đó Thuận đã có cái ước mơ là mình sống và làm việc vì mọi người rồi. Đấy. Và cho đến năm 2008 thì một lần nữa khi mà Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống của nước Mỹ thì Thuận lại càng tin tưởng hơn về cái mục tiêu của mình. Và Thuận nghĩ rằng đến một cái người mà da đen gốc phi mà còn trở thành Tổng thống của một đất nước do cái người da trắng làm chủ thì chẳng có lý do gì mà mình lại không hoàn thành được cái ước mơ của mình hết. Và sau đó thì khoảng đến năm 2010 thì Thuận lại được xem được cái bộ phim của cái anh gọi là Nick Vujicic. Nick Vujicic thì thực tế là cũng bằng tuổi thôi, bằng tuổi Thuận, sinh năm 1984. Và anh ấy là một cái người đặc biệt, đó là gì ạ? Là được sinh ra nhưng không có hai tay, và hai chân thì chỉ có một cái chân nhỏ xíu như là cái chân vịt thôi. Và anh ấy rất là thiếu về, nói chung là nếu mà so về con người ấy, thì anh ấy là một cái người vô cùng gọi là giống như mình hình dung là gì ạ? Là anh ấy là một cái người mà gọi là hơi bị thiệt thòi và vô cùng tội nghiệp. Không biết là trong Zoom này có ai trong số các anh chị biết đến anh chàng Nick Vujicic không ạ? Và ở góc độ bên ngoài khi mà Thuận nhìn ấy, thì Thuận cảm nhận là anh ấy là một cái người tội, giống như kiểu là tội nghiệp ấy, là một cái người đáng thương, là một cái người mà thiệt thòi ấy. Nhưng mà không, anh Nick Vujicic, anh ấy đã coi đó là cái sứ mệnh mà tạo hóa mà Chúa đã cho anh ấy. Tức là cho anh một cái sự thiếu thốn và không có đôi tay cũng như không có đôi chân để anh ấy vượt lên cái nghịch cảnh đó. Và khi anh ấy tin tưởng vào điều đó rồi thì anh ấy chọn cái sứ mệnh là truyền cảm hứng cho mọi người để mọi người có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và từ đó thì Thuận lại có thêm được cái sự quyết tâm, và từ đó Thuận cũng đã quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu của mình. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà năm 2010 Thuận đã nghỉ dậy không hưởng lương để ra bên ngoài học kinh doanh và đi theo cái công việc, theo gọi là đi theo cái tiếng gọi của niềm đam mê, của ước mơ. Nhưng mà trong quá trình đó thì mình cũng đã có một vài cái sai sót. Ngày hôm nay khi mà nhìn lại ấy, thì mình cũng đã có một vài cái sai sót trong cái quá trình mà mình đối xử với cái công việc của mình. Đấy. Và trong ngày hôm nay thì mọi người sẽ được học cái cách để chúng ta tạo ra cái phép màu trong công việc để đừng lặp lại cái sai sót của Thuận. Bởi vì lúc đó Thuận lại có cái tư duy là mình cảm thấy thất vọng về cái công việc của mình, bởi vì công việc hiện tại của mình không giúp cho mình có thể truyền cảm hứng được cho nhiều người, cũng như không giúp cho mình có được cái số tiền mà mình mơ ước. Ngày hôm nay hãy áp dụng cái phương pháp hướng dẫn ở trong cái chương trình này để chúng ta biến cái công việc hiện tại, ngay cái công việc mà mình đang làm ấy, nó trở thành một cái công việc có ý nghĩa, và từ đó chúng ta thu hút thêm cái công việc mà mình thực sự mong muốn đến với cuộc sống của mình. Đấy. Và từ đó thì sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa. Và tiếp theo để chúng ta quay trở lại với lại cái phần hướng dẫn. Thì như vậy thì thay vì chúng ta gọi là giống như kiểu là chúng ta phàn nàn về công việc hiện tại, chúng ta cảm thấy thất vọng về công việc hiện tại, thì chúng ta đang suy nghĩ tiêu cực. Mà khi chúng ta đang suy nghĩ tiêu cực thì theo luật hấp dẫn, chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều những điều tiêu cực đến với lại công việc của mình và đến với cuộc sống của mình. Chính vì vậy, nếu như ai đó đang cảm thấy thất vọng về công việc, đang có những cái suy nghĩ về gọi là không có happy về công việc của mình, thì tạm thời mình hãy hít một hơi thật sâu, hít vào một hơi mạnh để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta đưa tâm trí của mình trở về hiện tại,
để chúng ta đừng nghĩ đến những cái khó khăn hay là những cái sự mà không hoàn không không như ý. Em mới bật máy lạnh mọi người. Để chúng ta cảm thấy, để chúng ta đủ cái sự bình tâm để tìm lại những cái điều tốt đẹp, tìm lại những cái điều tốt đẹp ở trong cái công việc mà mình đang làm, để chúng ta bắt đầu biết cảm ơn. Khi chúng ta bắt đầu biết cảm ơn những cái điều tốt đẹp đó, bắt đầu biết ghi nhận cái ý nghĩa của công việc, thì chính chúng ta sẽ tạo ra phép màu trong công việc của mình. Đấy. Và một cái câu hỏi đặt ra là tại sao hai người cùng khởi đầu một công việc với cùng một sự nỗ lực như nhau, nhưng có người gặt hái được thành công liên tiếp, còn người kia lại thất bại? Thì cái này cũng là cái phần mà ông Lễ Thuận đã đặt ra rồi. Đấy. Và chắc chắn nó có một cái bí mật gì đó. Sự khác biệt ở chỗ là người thì có lòng biết ơn, người thì không. Đấy. Như vậy, nếu ai có lòng biết ơn đối với công việc, thì khả năng họ sẽ thành công hơn ở trong công việc của họ. Và bí mật để thành công đó là gì ạ? Là đây là một cái bí mật mà đã được các cái những cái người thầy lớn là phát hiện ra từ hàng nhiều nghìn năm trước đây, từ rất lâu rồi. Đây là quy luật của tự nhiên. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với công việc sẽ được ban tặng thêm, và người đó sẽ có được dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với công việc của mình thì những gì anh ta hoặc cô ta đã có sẽ bị tước đi. Và như vậy thì một lần nữa chúng ta hãy nuôi dưỡng cái lòng biết ơn của mình ở trong chính công việc mà mình đang làm. Dù công việc đó có đang làm cho chúng ta không thoải mái, dù công việc đó chưa giúp cho chúng ta có được cái số tiền mà mình mơ ước, dù công việc đó chúng ta đang chưa làm được những điều mà mình muốn làm, dù công việc đó có những người mà chúng ta không yêu thương, không sao cả. Hãy thay đổi góc nhìn để chúng ta nhìn về cái hướng tốt đẹp hơn. Lưu ý rằng nếu chúng ta không chịu thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy cái điều như cũ, thì nó sẽ khó để chúng ta thấy được cái sự biết ơn. Nhưng mà nếu chúng ta chịu thay đổi góc nhìn thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thấy được những điều tuyệt vời, và từ đó chúng ta sẽ bắt đầu biết ơn. Và khi chúng ta bắt đầu biết ơn đối với công việc của mình thì theo quy luật của vũ trụ, người nào đã có sẵn lòng biết ơn đối với công việc của mình sẽ được ban tặng thêm, và người đó sẽ được dư giả đủ đầy trong cái công việc đó. Tức là cái công việc, nếu như cái công việc đó nó không tự trở nên tuyệt vời, nó không tự trở nên ý nghĩa, thì bản chất là vũ trụ sẽ đưa một cái công việc khác đến để cho cái công việc, để cho cái người đó làm, và nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Cho nên chúng ta đừng phàn nàn, mà chúng ta hãy biết ơn, hãy biết ơn, và hãy biết ơn công việc mà mình đang làm. Hãy thay đổi góc nhìn, hãy thay đổi góc nhìn. Rồi, tác dụng của lòng biết ơn đối với công việc. Nếu bạn có doanh nghiệp riêng của mình thì giá trị gia tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ biết ơn của bạn. Thuận là trải nghiệm cái điều này trong cuộc sống của mình ở trong chính trong những cái năm vừa qua. Đấy. Thì khi mà bất cứ một cái công việc, một cái giai đoạn nào đó của doanh nghiệp của mình, nếu như mà mình biết ơn đối với lại những cái người mà đang tham gia vào, biết ơn đối với lại cái dự án mà mình đang tham gia, thì mình sẽ làm việc với lại cái cường độ rất là cao, và cái sự tập trung, cũng như là mình tận dụng mọi cái nguồn lực để mà mình giúp cho cái công việc đó nó trở nên hoàn thiện. Nhưng mà nếu như khi nào đó mà mình và chính cái lúc mà mình tập trung cao độ đó, thì nó làm cho cái kết quả nó đến với mình và những cái điều tuyệt vời nó đến với mình nhiều hơn. Nhưng mà khi nào mà mình không còn cái sự biết ơn nữa ấy, thì mình bắt đầu có cái sự chán nản. Mà khi mình bắt đầu có cái sự chán nản là lúc cái sự đổ bể của công việc, của doanh nghiệp, của dự án nó bắt đầu diễn ra, và dự án bắt đầu đi xuống. Cho nên chúng ta cái ý nghĩa của sự biết ơn đối với công việc đó chính là làm cho cái dự án của chúng ta, làm cho cái công việc của chúng ta nó trở nên tốt đẹp hơn, làm cho cái doanh nghiệp của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn và trao được nhiều giá trị hơn cho thị trường. Từ đó chúng ta cũng sẽ có được nhiều tiền hơn, có được nhiều cái điều mà chúng ta mong muốn hơn. Nếu bạn có con cái hay công việc của bạn là chăm sóc con cái,
thì hay quản lý nhà cửa, thì hãy tìm những điều trong cuộc sống khiến bạn thấy biết ơn trong khoảng thời gian này. Nó sẽ thu hút thêm nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ và có nhiều khoảnh khắc đẹp và niềm vui, hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Tức là gì ạ? Tức là ngay cả khi bạn không đi làm ở một cái doanh nghiệp, hay ngay cả khi bạn đang không có một cái công việc cụ thể để kiếm tiền, mà bạn đang là cái người nội trợ, bạn đang là cái người mà lo lắng cho gia đình, bạn đang là cái người mà chăm sóc gia đình của mình, thì bạn cũng đừng vì thế mà cảm thấy không biết ơn, mà hãy tìm những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình để mình biết ơn ở trong cái khoảng thời gian này. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho mình thu hút thêm nhiều cái sự giúp đỡ, cũng như là thu hút thêm nhiều cái niềm vui và hạnh phúc trong cái khoảng thời gian này. Đây chính là những gì mà Thuận đang làm trong chính cái giai đoạn này luôn. Đó là gì ạ? Là khoảng đâu đó tầm khoảng gần một tháng nay, khi mà Thuận đi thiền về thì Thuận chọn mình là cái người phục vụ. Mọi người lưu ý cái câu mà Thuận nói này để mọi người có thể, nếu ai đó có điều kiện thì sẽ áp dụng ha. Khi đi thiền thì Thuận phát hiện ra là mình mà trở thành cái người phục vụ trong chương trong khóa thiền ấy, thì mình lại thiền tốt hơn những cái người đi thiền. Và khi mà mình là người phục vụ ấy thì mình cảm nhận được cái niềm vui nhiều hơn. Cho nên là Thuận quyết định là đi về áp dụng trong chính gia đình của mình. Và từ cái ngày mà Thuận ngộ thấy được cái điều đó một cách rõ ràng trong tâm trí, thì Thuận về Thuận bắt đầu trở thành cái người phục vụ. Trong khoảng gần một tháng trở lại đây, Thuận là cái người đi chợ, Thuận là cái người nấu cơm, Thuận là cái người rửa chén, và Thuận là cái người mà làm nấu đồ ăn đấy, làm toàn bộ những cái việc đó, và thực sự là cả ngày tràn ngập cái niềm vui. Thuận trước kia thì Thuận cứ để cái việc đó lại cho bà xã Thuận làm, nhưng bây giờ thì Thuận là cái người làm, và cái niềm vui nó đến ở trong mình ấy, nó rất là lạ. Cái niềm vui nó rất là lạ, và đặc biệt là cái lúc mà mình ăn cơm á, thì trước kia cũng cái món ăn đó thôi thì mình thấy ăn mình thấy nó bình thường, nhưng bây giờ mình ăn mình cảm giác mình cảm nhận được nó ngon. Và sự thật là buổi nào bữa cơm nào khi ăn cơm Thuận cũng ngồi Thuận nói là bảo sao hôm nay ngon vậy, sao hôm nay ăn cái gì cũng ngon vậy. Mà có bố của Thuận, có mẹ, có bà xã của Thuận và có con trai của Thuận ngồi đó, và Thuận đặt ra câu hỏi là sao hôm nay ăn cái gì cũng ngon vậy, thì chỉ đơn giản là sao ạ? Bởi vì mình cảm nhận được niềm vui và mình biết ơn với lại cái cuộc sống, biết ơn những cái điều tốt đẹp đến với mình trong khi mà mình đang làm những cái công việc nội trợ đấy. Tức là khi mình đang làm những công việc nội trợ mà mình biết ơn đấy, mình biết ơn vì mình được phục vụ người khác ấy, thì tự nhiên mọi thứ nó tốt đẹp hơn rất là nhiều đấy. Rồi, như vậy thì kể cả những ai mà đang không có công việc nha, mọi người cũng hãy tìm những điều tốt đẹp để chúng ta biến cái chúng ta là tạo cho cái phép màu nó đến với cái cuộc sống của mình. Là từ đó thì Thuận tin rằng mọi người sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc, và từ đó chính cái điều đó nó sẽ mở ra cho mình một cái hướng đi, cũng như là mở ra cho mình một cái cơ hội, hay là nhìn thấy được cái điều mà chúng ta chưa nhìn thấy từ trước đến giờ. Chị Và hả? đang hỏi là một cảm ơn chị Vân, là một người đang phục vụ gia đình, chị đừng nghĩ đó là trách nhiệm của chị đừng nghĩ đó là việc chị phải làm, mà chị hãy nghĩ đây là cơ hội để chị phụng sự và cống hiến. Khi chị nghĩ đây là cơ hội để chị phụng sự và cống hiến, thì cái việc phục vụ gia đình nó không phải là việc phải làm, mà nó là việc được làm. Và khi mà chị được làm một cái gì đó thì chắc chắn cái cảm giác của chị khi làm nó sẽ khác. Sự thật là trong những ngày gần đây, khi ăn cơm xong, cô Thúy thường hay nói với Thuận rằng: anh ơi, hôm nay cho em rửa chén nhé. Và câu trả lời của Thuận là: không, em hãy để đó anh rửa cho. Tại vì Thuận vui trong lúc mình rửa chén. Thực sự là lúc mình rửa chén là lúc mình rất là vui. Mình cảm nhận được cái niềm vui trong lúc mình rửa chén đó. Và trong cái lúc Thuận rửa chén, Thuận cũng biết ơn. Thuận cũng biết ơn vì Thuận được rửa chén, Thuận được phục vụ mọi người. Và trong gia đình của Thuận, trong giai đoạn này là có thêm bố của Thuận vào nữa. Cho nên trong cái quá trình này thì Thuận
đang cảm thấy biết ơn bởi vì nhờ có bố vào nữa mà Thuận được phục vụ bố, được báo hiếu bố thông qua những cái việc làm hàng ngày. Cho nên Thuận làm mọi thứ trong niềm vui. Nếu như chị Vân chỉ đang là người phục vụ gia đình mà chị yêu thương một cách trọn vẹn, tức là chị rèn luyện cho mình có cái sự yêu thương và biết ơn, chị hãy hiểu rằng ngày hôm nay mọi người đang cho chị cái cơ hội được phụng sự. Và một người biết cho đi, một người biết phụng sự xã hội, một người biết phụng sự người khác toàn tâm toàn ý, thì chính cái người đó sẽ là một cái người, một cái con người vĩ đại. Và trong lịch sử nhân loại, những ai có được cái khả năng cũng như có được cái trái tim mà và có được cái tâm thiện lành để phục vụ người khác, thì người đó thường là người được để lại, gọi là để lại tiếng thơm cho muôn đời. Một cái ví dụ như Bác Hồ của chúng ta, quên hết chuyện gia đình, quên hết chuyện cá nhân để phục vụ và phụng sự dân tộc, phụng sự ở đất nước. Và từ đó chúng ta ngày hôm nay vẫn đang nhớ đến Bác, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy vô cùng biết ơn vì người Bác, vì Bác Hồ, một người cha tuyệt vời, một người bác tuyệt vời của chúng ta, thì bình luận là tôi giúp Thuận ạ. Vậy thì vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn chị My, đúng rồi ạ, cảm ơn chị Hiếu rất tuyệt vời, cảm ơn chị Trang, cảm ơn chị Tình, cảm ơn cô Tình, cảm ơn chị Thu Hà đó. Thế thì điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta là người phục vụ, chúng ta là người phụng sự, mà chúng ta phụng sự với cái lòng biết ơn, lưu ý nhỉ, phụng sự với lòng biết ơn, thì chúng ta sẽ trở thành cái người vĩ đại, ít nhất ở trong chính mình trước đã, và người khác người ta sẽ bắt đầu tôn trọng mình, yêu thương mình và quý mến mình. Đấy, đây là cái phần mà Thuận chia sẻ thêm cho chị Vân. Và cái ý tiếp theo đó là gì ạ? Dù bạn làm gì đi nữa, khi bạn yêu công việc của mình và đây là việc cần làm, nếu bạn không cảm thấy tốt đẹp hoặc đó không phải là công việc bạn mơ ước, thì điều đầu tiên bạn cần làm là cảm thấy biết ơn công việc hiện đại. Và khi bạn cảm thấy được biết ơn, khi cả bạn cảm thấy biết ơn công việc hiện đại, khi bạn cảm thấy biết ơn công việc hiện đại, thì chính cái sự biết ơn đó sẽ mở ra cái phép màu trong cuộc sống của bạn, trong công việc của bạn. Và để từ đó bạn thu hút được thêm nhiều công việc, nhiều cái điều thuận lợi hơn trong công việc, và sẽ thu hút thêm, làm cho bạn rõ hơn về cái đường đi, cũng như là rõ hơn về cái hướng đi trong thời gian tới. Thuận có một cái trải nghiệm, đó là gì ạ? Khi Thuận tập trung, Thuận biết ơn về công việc hiện tại. Và trong giai đoạn này ấy, là giai đoạn mà trước khi Thuận mở cái Zoom để hướng dẫn thực hành lòng biết ơn này, là Thuận không có làm gì ngoài cái việc mà chăm sóc gia đình hết. Nhưng mà khi mà Thuận chăm sóc gia đình một cách trọn vẹn như vậy, thì Thuận lại nhìn thấy một cái bức tranh vô cùng đẹp. Thuận nhìn thấy được một cái hướng đi vô cùng rõ ràng. Và cái sứ mệnh của Thuận nó như được rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay Thuận chọn là mình đi trên cái hành trình đường lớn, là tối thiểu là 10 năm. Thuận không biết Thuận có sống đến hết 10 năm đó hay không, nhưng mà trong 10 năm đầu tiên còn sống, còn làm. Hành trình đường lớn này là một cái hành trình giúp cho mọi người sống một cái cuộc sống ý nghĩa, và sống một cái cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy cái sự biết ơn. Trong 10 năm tiếp theo kể từ năm nay, Thuận sẽ làm cái việc liên quan đến hướng dẫn thực hành lòng biết ơn, liên quan đến giúp cho mọi người hiểu được về cuộc sống, hiểu về thế nào là hạnh phúc và biết cách sống một cuộc sống hạnh phúc. Nó không phải là lao ra ngoài kia để kiếm về rất nhiều tiền, không phải vậy, mà chỉ đơn giản là chúng ta sẽ hạnh phúc, sau đó thì mọi thứ nó sẽ đến, tốt đẹp nó sẽ đến với ta. Bởi vì bản chất không phải thành công rồi mới hạnh phúc, không phải giàu có rồi mới hạnh phúc, mà chúng ta phải hạnh phúc, sau đó chúng ta mới thành công. Chúng ta phải hạnh phúc, sau đó chúng ta mới giàu có. Cho nên Thuận chọn cái sứ mệnh của mình là giúp cho mọi người hiểu về hạnh phúc và thực hành để đạt được cái sự hạnh phúc trước, sau đó thì mọi người sẽ có được cái sự thành công cũng như là có được sự giàu có trong cuộc sống của họ. Và Thuận đã đi lạc đường mất 20 năm.
từ năm 2003 cho đến năm 2023. Thuận mới nhận ra điều này. Nhưng mà không sao cả, bởi vì chính cái đoạn mà Thuận đi, Thuận tìm kiếm ở khắp mọi nơi như vậy, Thuận học rất nhiều người thầy như vậy, thì cho Thuận biết được rằng cái phương pháp đó nó không phải là cái phương pháp, không phải là cái con đường đi ngắn. Và ngày hôm nay khi mà Thuận đã là cái người mà cảm nhận được cái sự hạnh phúc rồi, Thuận quay trở lại, Thuận hướng dẫn cho các anh chị, hướng dẫn cho mọi người, để mọi người không bị lạc đường giống như Thuận. Mình không cần phải đi học hết khóa học làm giàu này đến khóa học làm giàu kia nữa. Mình quay trở về, mình sống cái cuộc sống hạnh phúc trước đã. Mà khi mà mình cảm nhận được hạnh phúc ở trong tâm mình, thì tự động nó sẽ thu hút thêm những điều tốt đẹp đến với lại mình. Và hay tất cả những người ở gọi là những người thầy lớn ở trên thế giới này mà Thuận biết, họ đều nói rằng bạn cần phải hạnh phúc trước khi bạn giàu có, bạn cần phải hạnh phúc trước khi bạn thành công. Và người ta nói rằng hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc chính là hành trình. Tức là gì ạ? Tức là hạnh phúc trên từng bước đi, hạnh phúc trên từng khoảnh khắc, hạnh phúc trên từng hơi thở, hạnh phúc trên từng việc làm và hạnh phúc trên từng lời nói. Và nếu mà thực hành được điều này thì mọi người sẽ cảm thấy rất là vui. Cho nên Thuận chọn cái hành trình là hướng dẫn để mọi người thực hành về cái hạnh phúc này. Đó gọi là cái dự án đường lớn mà Thuận đang bắt đầu khởi động bằng cái hoạt động đầu tiên, đó là hướng dẫn mọi người thực hành phép màu. Đương nhiên nó còn một số các hoạt động ở phía sau nữa, nhưng hoạt động đầu tiên là hướng dẫn mọi người thực hành phép màu. Đấy, thực hành lòng biết ơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta chuyển tiếp thêm cái phần hướng dẫn là gì ạ? Vậy thì chúng ta làm thế nào để chúng ta biến cái công việc của chúng ta trở thành một cái trở thành được một cái công việc yêu thích, hay là làm thế nào để chúng ta biết hơn được cái công việc mà chúng ta đang làm, mặc dù chúng ta đang có những cái sự mà gọi là bất như ý trong công việc. Thì đây là phương pháp công việc nhiệm màu. Và không biết phương pháp công việc nhiệm màu thì chúng ta làm như sau. Tưởng tượng ngày hôm nay bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có một cái người quản lý vô hình. Người quản lý này sẽ ghi lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn đối với công việc. Bất cứ khi nào bạn biết ơn về điều gì đó trong công việc, người quản lý sẽ ghi chú lại. Bất cứ khi nào bạn biết ơn về điều gì đó trong công việc thì người quản lý đó sẽ ghi chú lại. Người quản lý này là ai? Người quản lý này chính là đấng sáng tạo, chính là luật tự nhiên, chính là tâm của bạn. Khi bạn cảm thấy biết ơn về công việc thì tâm của bạn sẽ ghi lại. Khi bạn cảm thấy được biết ơn về công việc thì vũ trụ sẽ ghi lại. Vậy thì người quản lý này nó chả là ai cả, và nó chính là đấng sáng tạo, nó chính là tâm của bạn, nó chính là gọi là toàn bộ cơ thể của bạn. Cho nên trong ngày hôm nay, việc của bạn là tìm ra thật nhiều điều để biết ơn trong công việc của bạn. Và danh sách càng dài thì bạn sẽ càng có nhiều thành công. Ngày hôm nay hãy tìm ra thật nhiều điều để biết ơn trong công việc của bạn. Danh sách càng dài thì bạn sẽ có càng nhiều thành công. Và hãy nghĩ về điều bạn cảm thấy biết ơn trong công việc và viết ra tôi rất biết ơn cái gì đó trong công việc nhé. Vì lý do tại sao? Tức là chúng ta phải biết ơn điều gì? Tôi rất biết ơn điều gì? Và tại sao? Vì là tại sao? Vì tại sao? Hãy lập ra một danh sách dài những điều mà mình cảm thấy biết ơn trong công việc của mình. Theo cái cấu trúc là tôi rất biết ơn điều gì liên quan đến công việc, vì tại sao, tức là lý do mà mình biết ơn. Thuận lấy ví dụ này, Thuận rất biết ơn cái buổi hướng dẫn thực hành phép màu này là điều gì, đúng không ạ? Vì khi hướng dẫn thực hành phép màu giúp cho Thuận chia sẻ được những trải nghiệm, cũng như là giúp cho mọi người biết cách thực hành lòng biết ơn và từ đó có được cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đấy là một cái cấu trúc. Đấy là một cái cấu trúc. Và trong cái quá trình mà làm việc, ví dụ như Thuận nấu ăn thì Thuận là gì ạ? Tôi biết ơn cái buổi nấu ăn ngày hôm nay, vì đây là lúc để tôi thể hiện tình yêu của mình với những người thân yêu.
hay là đây là lúc để tôi báo hiếu, có những cái hành động để báo hiếu bố tôi, hay là đây là lúc để tôi có những hành động để chăm sóc vợ tôi và con tôi. Đấy, thì mình phải nghĩ ra, và ngay khi mà mình nghĩ ra được cái điều mà mình cảm thấy biết ơn đó, thì bây giờ mình sẽ ngồi để mình ghi vào danh sách. Nhưng mà trong hàng ngày, trong cái quá trình mà mình thực hiện ấy, thì mình sẽ tìm ra và mình nói cái từ cảm ơn ở trong tâm của mình, ở trong lòng của mình, để vũ trụ họ họ ghi nhận, để vũ trụ ghi nhận. Và để chúng ta làm được điều này thì chúng ta lại cần phải nhớ lại là chúng ta phải có cái chúng ta có 5 người bạn đồng hành. Đó là gì ạ? Chúng ta đầu tiên chúng ta tin tưởng vào cái phương pháp nhiệm màu này, tin tưởng rằng phương pháp này sẽ giúp chúng ta có được phép màu, đưa được phép màu đến với cuộc sống chúng ta, đến với công việc chúng ta. Và thứ hai là chúng ta phải kiên trì để chúng ta thực hành cái phương pháp này, cũng như là kiên trì để chúng ta quan sát cái công việc của chúng ta, để chúng ta tìm ra được, để chúng ta thực hiện công việc của chúng ta, để chúng ta tìm ra được cái ý nghĩa của công việc, và chúng ta biết ơn với những cái ý nghĩa đó. Rồi chúng ta phải làm việc với lại cái sự ý thức, và chúng ta làm việc với sự ý thức trọn vẹn thì chúng ta sẽ tìm ra được cái niềm vui. Chúng ta đừng có giống như là chúng ta làm theo kiểu hời hợt, đừng có làm theo kiểu hời hợt, làm theo kiểu gọi là thân ta ở đây nhưng tâm ta ở chỗ khác, mà hãy toàn tâm toàn ý để thực hiện cái công việc mà chúng ta đang làm. Và như vậy chúng ta sẽ tìm ra được những điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn. Chúng ta phải kiên định với lại cái hành trình này, kiên định với hành trình mà chúng ta đã chọn. Chúng ta phải giữ cho tâm của mình nó không có đi lang thang. Đương nhiên nó là việc khó, nhưng chúng ta có ý thức để chúng ta giữ cho tâm của mình nó định lại, để chúng ta kiên định với những gì chúng ta đã chọn. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự bình an hơn, và chúng ta sẽ làm được cái công việc đó tốt hơn, cũng như là chúng ta sẽ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cái điều quan trọng trong ngày hôm nay đó là chúng ta phải có cái sự sáng suốt, tức là chúng ta phải có cái người bạn trí tuệ. Chúng ta phải có sự sáng suốt để chúng ta nhìn thấy được, để chúng ta thay đổi cái góc nhìn với cái công việc của chúng ta. Thay vì chúng ta đang nghĩ rằng chúng ta phải làm công việc đó, chúng ta đang làm công việc đó vì cái điều gì đó ở bên ngoài, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn được là bằng cái trí tuệ của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn được là chúng ta làm công việc đó vì chính mình, vì mình được phục vụ người khác, chúng ta sẽ tìm ra được. Tại khi chúng ta thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái điều tuyệt vời hơn. Đấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải có một cái người bạn trí tuệ đi cùng, để chúng ta tìm ra được những cái điều mà chúng ta đang thì chưa có hài lòng ở trong chính công việc của mình, cũng như là chúng ta tìm ra được những cái điều mà chúng ta quên mất rằng nó là cái điều tuyệt vời ở trong chính cái công việc mà mình đang làm, để mà mình cảm thấy biết ơn về cái điều đó. Và bài tập thực hành ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thực hành, và chúng ta cũng sẽ làm một cái bài tập để thực hành. Thì ngày hôm nay chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải thực hành lại cái bài gọi là bài thực hành ngày số 1, đó chính là cảm thấy vui vẻ. Bằng cách là gì ạ? Lập ra danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ, viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn về cái điều đó, và đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sau mỗi cái dòng, mỗi cái ý, mỗi ý thì mình sẽ nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cái nhiệm vụ thứ hai trong ngày hôm nay, bài tập thứ hai trong ngày hôm nay là trong cả ngày hôm nay, khi mà mình đi làm, mình đang làm việc, hay kể cả là mình đang làm công việc nội trợ, quản lý gia đình, thì mình hãy luôn luôn nghĩ rằng, luôn luôn hiểu rằng có vũ trụ, có những người, có cái người quản lý đang đi theo mình, đang đi theo bạn, và anh ta sẽ ghi lại tất cả những điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Và việc của bạn là cần tìm ra thật nhiều những điều mà bạn cảm thấy biết ơn đối với cái công việc hiện tại của bạn, càng nhiều càng tốt. Và mỗi một điều như vậy, khi mà bạn tìm ra được thì hãy nói cảm ơn cái điều đó. Cảm ơn cái điều đó. Và mỗi khi tìm thấy điều gì đó bạn cảm thấy biết ơn trong công việc, hãy viết ra, yêu cầu là hãy viết ra. Khi mình tìm thấy được cái điều gì đó mà mình cảm thấy biết ơn trong công việc thì hãy viết nó ra theo cái cú pháp lúc nãy đấy ạ. Theo cái cú pháp đó chính là gì ạ? Là tôi biết ơn cái điều mà mình tìm thấy được vì, và nêu ra lý do tại sao mà mình cảm thấy biết ơn. Hãy viết ra theo cái cú pháp này. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy nỗ lực để viết ra một cái danh sách dài càng tốt vào trong cái cuốn vở thực hành lòng biết ơn của mình, để chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta làm cho
cái công việc của chúng ta, làm cho cái phép màu nó sẽ đến với công việc của chúng ta, đến với đời sống của chúng ta, để cho ngay cả khi cái công việc hiện tại là một cái công việc mà không giúp cho các anh chị có được nhiều đủ sự đủ đầy trong cuộc sống, thì vũ trụ cũng sẽ thu hút để đưa một cái công việc mới, đưa được những cái sự đủ đầy đến với chính cuộc sống của các anh chị. Cho nên hãy biết ơn, hãy tìm ra những điều để mà mình biết ơn đối với công việc, càng dù là nhỏ bé nhất cũng hãy tìm nó, hãy tìm ra và viết ra. Và nhiệm vụ thứ ba trong ngày hôm nay đó là gì ạ? Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu ở trên tay, cầm hòn đá nhiệm màu trên tay như Thuận đang cầm ở trên tay như vậy buổi tối trước khi đi ngủ. Ngày nào Thuận cũng làm điều này ha, từ cái hôm thực hành đến giờ ngày nào cũng làm điều này. Cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nghĩ về những điều tốt đẹp nhất từ sáng sớm cho đến tối khuya, cái lúc mà mình chuẩn bị đi ngủ. Và sau đó thì chọn ra cái điều tốt đẹp nhất và nói lời cảm ơn cái điều tốt đẹp đó. Đấy. Thì ngày nào cũng vậy, khi mà đi ngủ thì trước khi đi ngủ thì Thuận bắt đầu Thuận lại nhớ lại là Thuận thấy là hôm nay là một ngày tuyệt vời, cho nên là Thuận biết ơn vì Thuận đã có một ngày tràn đầy ý nghĩa. Rồi, Thuận biết ơn vì ngày hôm nay Thuận vẫn đang được sống. Đó. Thuận biết ơn bởi vì là buổi sáng thì Thuận được làm việc nọ việc kia để Thuận phục vụ mọi người. Thuận biết ơn vì ngày hôm nay Thuận được nấu ăn, Thuận được rửa chén, Thuận được làm gọi là làm đầu bếp đấy, được đi chợ. Đấy là những cái công việc mà Thuận làm ấy. Thì khi mà hàng ngày nào cũng vậy, cứ từ sáng sớm đến tối khuya, mình quay lại cái thước phim tua chậm như vậy, thì mình cảm thấy biết ơn. Và sau đó thì một lần nữa mình lại xem cái điều nào là điều mà mình cảm thấy tốt đẹp nhất đối với mình ở cái thời Thuận của cái thời điểm đó, thì bắt đầu mình lại nói lời cảm ơn với cái điều tốt đẹp nhất đó. Và sau đó thì Thuận hôn hòn đá một cái và cảm ơn hòn đá, cảm ơn bạn đã giúp cho tôi nhớ đến và thực hành lòng biết ơn. Sau đó thì Thuận để hòn đá ở bên cạnh đầu giường của Thuận và Thuận đi ngủ đấy. Và nhiệm vụ cuối cùng ở trong ngày hôm nay đó là đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Đọc phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Rồi, vậy thì đây là nhiệm vụ. Các anh chị có thể chụp lại cái màn hình này để chúng ta làm theo. Và nhớ là sau khi hoàn thành cái danh sách 10 điều cảm thấy vui vẻ, hãy chụp cái sổ của chúng ta, chụp cái bài đó và đăng vào trong cái group đường lớn, là group mà chúng ta đang thì thực hành đó. Đăng vào cái group đường lớn đó và hãy truyền cảm hứng cho người khác, hãy cho đi để chúng ta nhận được nhiều hơn. Và Thuận tin rằng khi chúng ta cho đi với tràn đầy cái lòng biết ơn thì chúng ta cũng sẽ làm cho phép màu đến với cuộc sống của chúng ta nhanh hơn. Và ngay bây giờ nếu như mọi người có cái câu hỏi gì đó thì có thể bình luận ở dưới phần ô chat giúp Thuận. Cảm ơn chị Diễm My. Chị Diễm My hỏi là mình có thể viết về công việc mình mong muốn và biết ơn công việc đó không ạ? Không, chúng ta chưa đến cái giai đoạn mà chúng ta đã bắt đầu sau ngày 12. Chúng ta cần có 10 ngày đầu tiên, 12 ngày đầu tiên là chúng ta đã biết ơn những gì đã có và đang có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không biết ơn về công việc mình mong muốn, mà chúng ta hãy biết ơn cái công việc hiện tại trước đã và cái công việc trong quá khứ trước đã. Bởi vì khi chúng ta biết ơn cái công việc hiện tại thì chúng ta mới được nhiều hơn. Cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta không làm cái bài tập là biết ơn cái công việc hiện tại thì theo luật tự nhiên là những gì chúng ta đang có sẽ bị tước đi, tức là chính cái công việc hiện tại này cũng sẽ bị xấu đi và sẽ bị mất đi. Chính vì vậy, muốn có cái công việc tốt đẹp hơn trong tương lai, muốn có được cái công việc mình mơ ước thì phải quay trở về biết ơn chính cái công việc hiện tại mình đang làm. Cho nên chị My lưu ý giúp Thuận là hãy tìm cái điều mà mình biết ơn trong cái công việc hiện tại, dù là cái công việc hiện tại của mình không phải là một cái công việc mà mình đang làm để kiếm tiền, mà chỉ là công việc mà gọi là giống như kiểu là công việc quản lý gia đình, công việc để nuôi dạy các con, công việc nội trợ, thì cũng hãy cứ biết ơn nó để mình được nhiều hơn và sau đó thì phép màu sẽ đến. Mà Thuận vừa chia sẻ rồi, gần một tháng trở lại đây Thuận đâu có làm gì đâu, Thuận tập trung 100% vào việc chăm sóc gia đình, tức là Thuận là người nội trợ mà, Thuận là người quản lý ở trong gia đình, người nội trợ gia đình mà, Thuận đi chợ nấu ăn thôi mà. Và khi mà Thuận biết ơn với cái công việc đó thì Thuận cảm nhận được cái sự hạnh phúc thật sự ở trong mình. Mà khi Thuận cảm nhận được hạnh phúc thật sự ở trong mình, cái sự bình an thật sự ở trong tâm mình, thì Thuận nhìn rõ được bức tranh mà mình đang chọn nó. Tức là mình chọn nó nhưng đôi khi mình cần có cái sự nghi ngờ. Và khi mà Thuận thực sự là biết ơn mọi người và quay trở về chăm sóc gia đình của mình,
bằng toàn bộ cái trái tim của mình, bằng cái tâm yêu thương, bằng cái sự yêu thương thuần khiết, thì Thuận nhìn rõ ra được mọi thứ ở xung quanh mình nó thay đổi. Cái cô vợ mà trước kia mình cứ nghĩ rằng là cô ấy cần thay đổi, thì bây giờ mình không có mong cầu cô ấy thay đổi nữa, nhưng mà sự thật thì cô ấy lại được như là những gì mà gần như là trọn vẹn như những gì mà mình mong muốn. Mặc dù trước kia mình đòi hỏi, mình yêu cầu thì mình lại càng yêu cầu, mình lại càng không có được, nhưng bây giờ thì mình mong muốn nó. Cái việc mà bố của Thuận ấy ạ, là trước kia thì bố của Thuận thì là một cái người mà theo đạo Công giáo, là một cái người mà rất là tin vào Chúa, và bố đi nhà thờ mỗi ngày, và bố cũng là một cái người mà hỗ trợ cho cha để làm những cái hoạt động như là ở trong cái buổi lễ. Thì thành ra là cứ nói đến cái chuyện là nói đến một cái đạo khác ấy, hoặc là nói đến một cái người khác mà không phải là Chúa, là bố không vui. Nhưng mà bây giờ thì sao ạ? Bằng cái tình yêu thương của Thuận, và Thuận đã chia sẻ cho bố của Thuận về thiền Vipassana, và bố của Thuận đã thực hành thiền mỗi ngày. Một ngày hai lần, tối thiểu một ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối, bố Thuận đã ngồi thực hành một giờ. Và bố thì lại là một người rất là kỷ luật, bố ngồi một giờ và bố không thay đổi tư thế luôn. Đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Và Thuận đã đăng lên trên Facebook là tôi đã làm được cái điều mà tôi ao ước trong gần 5 năm nay. Thực tế là trong gần 5 năm nay, Thuận ao ước là mình có thể hướng dẫn cho bố mình thực hành thiền Vipassana, hướng dẫn cho mẹ mình thực hành thiền Vipassana. Và sự thật là hiện tại thì bố Thuận đang thực hành mỗi ngày. Cho nên là gì ạ? Khi mà mình quay trở về, mình biết ơn mọi người, mình quay trở về, mình biết ơn chính cái công việc hiện tại của mình đang làm á, mặc dù nó không phải là cái công việc giúp cho mình có thật nhiều tiền như mình mong ước, thì nó vẫn mở ra cho mình một cái bức tranh, một cái con đường mới. Và từ đó thì từ sau cái ngày hôm đó, thực sự là cách đây khoảng 2 ngày, Thuận đã ghi lên trên một cái tấm bảng này, và Thuận gọi cô Thúy lại là ghi lên tấm bảng, và Thuận nói là đây nó chính là con đường rồi. Bởi vì Thuận đã trải nghiệm được nó, và Thuận tin rằng những gia đình ở ngoài kia, những cặp vợ chồng ở ngoài kia, những gia đình ngoài kia, họ cũng đang mong ước có được cái sự bình an giống như Thuận ở trong hiện tại. Và họ cũng mong muốn rằng, họ cũng muốn làm sao đó để gia đình của họ đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự hòa hợp và cái sự đủ đầy. Cho nên Thuận nghĩ rằng là Thuận sẽ thực hành, Thuận sẽ thực hiện. Và Thuận, cái dự án đường lớn đấy ạ, là dự án mà trong đó nó phần 1 là hướng dẫn mọi người thực hành lòng biết ơn. Phần 2 là hướng dẫn mọi người biết cách sống một cách trọn vẹn, tỉnh thức để mà mình có được cái niềm vui và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Và phần 3 là một cái dự án, không phải là một cái dự án, mà là một cái dự án lớn. Phần 3 là một cái dự án lớn để, hôm nay Thuận chưa nói ra được, nó đang là bí mật. Điều này đang còn là bí mật. Phần 3 nó là một cái phần mà Thuận nghĩ rằng không phải Thuận thực hiện đâu, mà nó sẽ, Thuận là cái người khởi xướng nó thôi. Và Thuận sẽ là cái người mà làm nó trong cuộc đời của Thuận. Nhưng mà sau đó thì sẽ có rất nhiều người, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn người, thậm chí là hàng triệu người Việt Nam sẽ cùng làm với Thuận ở trong những cái năm tiếp theo. Thuận tin tưởng vào điều đó, bởi vì đây nó là một cái điều mà nó không phải cho cá nhân Thuận, nó không phải cho cá nhân gia đình của Thuận, mà nó là cho mọi người, nó cho đất nước này, nó cho mọi người ở trên thế giới này. Chính vì vậy, Thuận tin tưởng rằng cái phần 3 của cái dự án đường lớn này là cái phần mà Thuận là người khởi xướng lên thôi, nhưng mà hàng triệu người Việt Nam sẽ làm cùng Thuận. Và lúc này đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một cái đất nước mà vô cùng tươi đẹp, vô cùng tươi đẹp theo đúng cái bản, gọi là bản tính của, tức là đúng như kiểu là cái vẻ, cái đẹp nguyên sơ của nó. Và cái đẹp của đất nước Việt Nam này, nó sẽ thu hút mọi người ở trên thế giới đến với đất nước Việt Nam này. Và chúng ta sẽ trở thành một cái nơi mà giống như kiểu là cái nơi mà mọi người mơ ước được đến. Đó chính là cái phần 3 của cái dự án đường lớn. Và chắc chắn là trong cái hành trình mà mọi người đi cùng Thuận, thì cũng sẽ có một ngày Thuận cảm thấy rằng là nó là cái thời điểm phù hợp, thì Thuận sẽ chia sẻ cho mọi người về cái phần 3 của cái dự án đường lớn này. Nhưng hiện tại ngày hôm nay, Thuận nghĩ rằng nó chưa phù hợp, và Thuận giữ nó là bí mật trước đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu có ai có câu hỏi gì thêm thì có thể bình luận phần ô chat. Còn không thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì em có chụp hình chưa? Hả? Chúng ta sẽ mở cam lên và ngồi nhìn thẳng vào cam để chúng ta mà lưu lại với nhau những cái khoảnh khắc đẹp, những cái kỷ niệm. Và đây nó cũng là cái dữ liệu để cho các anh chị sau này, nếu như các anh chị có ý định là thực hành, hướng dẫn mọi người thực hành lòng biết ơn, thì mọi người cũng sẽ có cái để chúng ta chia sẻ lại.
Nào chúng ta hãy nhìn thẳng vào camera cười nhé, cười tươi và thể hiện một cái biểu tượng gì đó về sự biết ơn, ví dụ như tay hoặc là trái tim hoặc là cái gì đó ha. Để thuận chụp ạ. 1 2 3 nào. 1 2 3 màn hình thứ hai nào. 1 2 3 nào. Tuyệt vời, xong rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và chúc cho phép màu đến với lại cuộc sống của mỗi người cũng như là tất cả mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 4:30 ngày mai để xem bộ phim The Sixth và sau đó thì 5 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Group Facebook có tên là Đường Lớn ở Thuận Xe cho mọi người ha. Group Facebook là Đường Lớn ở Thuận Xe màn hình. Ai đó chưa biết group thì có thể quay trở lại để xem cái để tìm cái group này. Chúng ta vào trong Facebook. Chúng ta vào trong Facebook này, sau đó chúng ta gõ vào trong cái ô tìm kiếm này chữ Đường Lớn. Đường Lớn. Rồi chúng ta gạch xẹt ra là hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Và sau đó chúng ta nhấn Enter một cái thì chúng ta nó sẽ hiện lên cái group là Đường Lớn này, hướng dẫn thực hành lòng biết ơn Đinh Đức Thuận phép màu đằng sau ấy. Chúng ta nhấn tham gia vào, nhấn tham gia vào, và trong này có những cái hướng dẫn từ ngày 1 cho đến ngày hôm nay và chúng ta hãy thực hành theo. Và sau khi làm bài tập ngày hôm nay xong rồi thì mọi người hãy đăng cái bài tập của mình lên trên cái phần hướng dẫn này, là hoặc là tí nữa Thuận sẽ viết một bài hướng dẫn mới thì mọi người hãy bình luận vào, hoặc là người có thể đăng trực tiếp lên group này và khi mà chúng ta đăng thì Thuận sẽ và cái người hỗ trợ sẽ duyệt này. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cái link của group thì ngoài cách tìm kiếm nó ra thì link của group Thuận cũng post ở trong phần ô chat đấy ạ.